Ok, bây giờ mọi người hãy chọn cho mình vị trí ngồi thoải mái nhất. Chúng ta sẽ ngồi với tư thế đầu vai lưng thẳng. Và chúng ta bắt đầu đi vào thiền ánh sáng vàng. Bài thiền ánh sáng vàng này sẽ giúp cho chúng ta thu nhận và thanh tẩy những nguồn năng lượng tiêu cực bên trong cơ thể chúng ta, thu nhận được những nguồn năng lượng tích cực, sự đủ đầy, thịnh vượng, giàu có, hạnh phúc và tinh khiết của năng lượng tự nhiên và vũ trụ. Và khi chúng ta được thanh tẩy thì những biểu hiện hay những cảm giác, cảm xúc để chúng ta nhận biết rằng năng lượng của chúng ta đã được thanh tẩy và năng lượng của chúng ta đang được cao, đó là chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, chúng ta cảm thấy khoan khoái, chúng ta cảm thấy bên trong tâm trí trở nên nhẹ nhàng hơn, chúng ta cảm thấy có cái sự mới lạ bên trong bản thân mình và những cái biểu hiện khác mọi người nhé. Đó là khi năng lượng của chúng ta đã được thanh tẩy và được cao. Mọi người sẽ được trải nghiệm trong bài thiền này. Và tôi là Bình Kim Cương, tôi sẽ dẫn thiền cho các bạn trong bài thiền ánh sáng vàng. Ok ạ, bây giờ mọi người hãy ngồi tư thế đầu vai lưng thẳng. Hãy hít một hơi thật sâu ạ. Hít vào và thở ra. Hít một hơi nữa thật sâu đi ạ. Sau đó từ từ thở ra. Thở ra chúng ta hóp bụng lại. Hít một hơi thật sâu, phình bụng của chúng ta ra. Sau đó thở ra hết cỡ. Hóp bụng lại hết cỡ. Và bây giờ, ngay tại giây phút này, tại khoảnh khắc này, hãy cho toàn bộ cơ thể chúng ta được thư giãn, thoải mái. Sự thư giãn đang tràn ngập khắp cơ thể chúng ta, từ trên đỉnh đầu của chúng ta đến phần cổ, vai, phần bụng, phần lưng, đến tận các đầu ngón tay, ngón chân của chúng ta. Hãy thư giãn và thư giãn cho toàn bộ từng tế bào bên trong cơ thể của mình. Và bây giờ hãy cho phép bản thân mình, hãy cho phép tâm trí mình nhìn thấy một nguồn ánh sáng màu vàng, một nguồn ánh sáng màu vàng từ trên bầu trời. Chúng ta đang ở dưới một chùm ánh sáng màu vàng từ trên bầu trời. Chúng ta hãy cho phép bản thân mình nhìn thấy nguồn ánh sáng này, nguồn năng lượng của tự nhiên, nguồn năng lượng của sự tinh khôi, nguồn năng lượng của sự đủ đầy, hạnh phúc, bình an, khỏe mạnh và trí tuệ. Bây giờ hãy hít một hơi thật sâu. Khi bạn hít sâu vào, nguồn năng lượng này như được mở ra và dội xuống trên đầu bạn. Nguồn năng lượng đang đổ xuống trên đỉnh đầu của chúng ta, qua luân xa vương miện của chúng ta. Chúng ta đang cảm nhận được dòng chảy năng lượng màu vàng óng như mật ong lòng. Nguồn năng lượng đang từ từ tuôn chảy vào trên đỉnh đầu của chúng ta. Toàn bộ đỉnh đầu chúng ta đang có một cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng, thư giãn. Cũng có thể chúng ta sẽ có cảm giác có một gì đó lâm dâm trên đỉnh đầu của chúng ta. Đó là khi nguồn năng lượng đang tuôn chảy. Và hãy tiếp tục thả lỏng tâm trí, thả lỏng cơ thể, thả lỏng từng tế bào. Hãy mở rộng trái tim của chúng ta, mở rộng tâm trí của chúng ta, để chúng ta đón nhận nguồn năng lượng tinh khôi và thịnh vượng này. Nguồn năng lượng tiếp tục di chuyển khắp toàn bộ vùng mặt, vùng gáy, vùng đầu, toàn bộ vùng đầu của chúng ta,
đang tràn ngập nguồn năng lượng ánh sáng màu vàng này. Hãy tiếp tục hít vào, căng bụng của chúng ta lên. Khi chúng ta hít vào, chúng ta đang được nạp đầy những năng lượng của ánh sáng màu vàng này, tuôn chảy đến từng cơ quan, tế bào, ống dẫn khí, dẫn máu bên trong cơ thể chúng ta. Hãy cho phép nguồn năng lượng này tuôn chảy tiếp tục lan đến phần ngực của chúng ta. Tiếp tục tuôn chảy, tuôn chảy, tuôn chảy. Hãy cho phép trái tim của chúng ta đón nhận nguồn năng lượng ánh sáng màu vàng của tự nhiên, của sự hạnh phúc đủ đầy, của sự yêu thương và trí tuệ này. Hãy cảm nhận thật rõ nét nguồn năng lượng đang tiếp tục đổ dồn vào từng tế bào của mình. Bây giờ toàn bộ vùng bụng, vùng lưng, các đầu ngón tay của chúng ta đang tràn ngập nguồn năng lượng ánh sáng màu vàng này. Hãy hít vào và hãy cảm nhận nguồn năng lượng ánh sáng màu vàng đang thanh lọc cơ thể chúng ta, đang đẩy những độc tố, những điều chưa được tích cực bên trong cơ thể của chúng ta ra ngoài. Hãy thư giãn và hãy cảm nhận nguồn năng lượng tiếp tục di chuyển đến phần đùi của chúng ta, đến phần đầu gối, phần bắp chân, đến tận cổ chân và các đầu ngón chân. Toàn bộ cơ thể chúng ta đang tràn ngập nguồn ánh sáng màu vàng. Hãy hít một hơi thật sâu. Khi bạn hít vào, bạn cảm nhận được bắp đùi của chúng ta đang phát ra một nguồn ánh sáng màu vàng. Nguồn ánh sáng chứa đầy năng lượng của sự tinh khôi, hạnh phúc, bình an. Tiếp tục dòng năng lượng tuôn chảy vào từng tế bào của chúng ta, từng bộ phận của chúng ta. Tiếp tục cho phép sự tuôn chảy để cơ thể chúng ta được thanh tẩy, thanh tẩy, thanh tẩy, thanh tẩy, thanh tẩy. Chúng ta đang đón nhận nguồn năng lượng tích cực, dồi dào của tự nhiên. Và nguồn năng lượng này đang đủ đầy bên trong bạn. Chúng ta là nguồn cội của nguồn năng lượng này. Và bất kỳ khi nào khi chúng ta muốn kết nối hay sử dụng nguồn năng lượng này, nó đều tuôn chảy và sẵn có bên trong chúng ta. Bất kỳ khi nào chúng ta có thể sử dụng được và kết nối được với nguồn năng lượng trong sạch tươi mới này, hãy cho phép cơ thể chúng ta đón nhận đầy đủ. Toàn bộ cơ thể chúng ta đang được bao phủ bởi nguồn ánh sáng năng lượng màu vàng này. Hãy cảm nhận sự lưu thông từ trên đỉnh đầu đến tận các đầu ngón tay, ngón chân của chúng ta. Cảm giác luồng khí đang được khơi thông, cơ thể nhẹ nhàng, thoải mái. Và chúng ta đang kết nối được với dòng năng lượng của vũ trụ. Chúng ta đang kết nối được vũ trụ, kết nối được sự hạnh phúc đủ đầy. Hãy hít một hơi thật sâu nữa. Và chúng ta đang được bao phủ bởi một lớp ánh sáng màu vàng này khắp cơ thể mình. Độ dày ánh sáng này có độ dày khoảng 30-50 cm. Hãy cảm nhận điều đó, hãy cảm nhận đôi bàn tay chúng ta, đôi chân của chúng ta đang nhẹ nhàng, lâng lâng, nhẹ nhàng.
cơ thể chúng ta như đang muốn được bay lên một cách nhẹ nhàng, thư thái nhất. Toàn bộ nguồn ánh sáng, nguồn năng lượng băng bao phủ bên trọn cạnh cơ thể chúng ta, và từng tế bào của chúng ta đang được thấm nhuần bởi nguồn năng lượng này. Chúng ta đang được thanh tẩy, thanh tẩy, thanh tẩy. Nguồn năng lượng của chúng ta đang dao động ở nguồn năng lượng cao để kết nối được với những thứ cao cả trên cuộc đời này, của vũ trụ này. Bây giờ hãy hít một hơi thật sâu đi ạ. Hãy hít vào và cho phép bản thân chúng ta cảm nhận được sự tuôn chảy và hanh thông bên trong những mạch máu, mạch dẫn khí của chúng ta, từ trên đỉnh đầu xuống phần đầu ngón chân, ngón tay của chúng ta một cách dễ dàng nhất. Rồi, và bây giờ khi đếm đến 3, chúng ta hãy trở lại, hãy trở lại với sự tỉnh thức của chúng ta. Hãy hít một hơi thật sâu nào. Hãy cảm nhận sự hanh thông, lưu thông nguồn năng lượng bên trong cơ thể chúng ta. 1 2. Hãy cảm nhận sự đủ đầy, thịnh vượng, giàu có, bình an và khỏe mạnh bên trong chính chúng ta. Chúng ta là cội nguồn của năng lượng. Chúng ta là cội nguồn của ánh sáng trí tuệ. Chúng ta là cội nguồn của sự giàu có, hạnh phúc, đủ đầy, thịnh vượng, bình an và tình yêu thương. Bất cứ khi nào chúng ta muốn kết nối với dòng năng lượng này, chúng ta ngay lập tức được kết nối, và một cách dễ dàng kết nối. Hít một hơi nữa thật sâu ạ. 3. Hãy trở lại với thực tại của chúng ta, trở về căn phòng của chúng ta. 3.